Hello, xin chào mọi người. Thì cái clip trước em cũng đã giới thiệu cho mọi người một số cái cây phong thủy rất là đẹp, hợp để bàn và được giới văn phòng cực kỳ yêu thích. Thì tiếp theo đây thì cái clip này cũng sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một số cái cây khác nữa mà nó có ý nghĩa đẹp không kém những cái cây mà clip trước em đã giới thiệu. Thì trước tiên đó chính là cái cây lưỡi hổ, hiện đang được rất là nhiều người săn đón và mua. Thì cây lưỡi hổ này có một cái ý nghĩa đặc trưng, đó chính là ý nghĩa của sự bình yên. Cây lưỡi hổ là một loài cây phong thủy trong nhà, có sức sống bền bỉ, khỏe mạnh, chịu được nắng nóng này, khô hạn rất tốt. Loài cây này không chỉ có những chiếc lá mọc dài và vươn thẳng lên trên, lá của loài cây này cũng rất là to và cứng cáp, và nó có thừa màu xanh xen kẽ lẫn cái viền vàng này. Thì loài này là một loài lưỡi hổ Thái. Còn cái loài lưỡi hổ nữa đó chính là cái lưỡi hổ dài này, thì cũng hợp để bàn và cũng được trồng thủy sinh. Loài này khác với cái loài mini size này, thì lá của nó có những chiếc vằn tự đặc trưng của cái loài lưỡi hổ. Còn đây là một cái loài lưỡi hổ ở bên gọi là lưỡi hổ Thái Châu. Đó, hai cái này khác nhau nha mọi người. Cái này là nó có vằn vằn ở chỗ cái thân này, còn cái này là không nhá, cái này là xanh mướt này. Đó, nó có cả viền vằn giống nhau. Lưỡi hổ vàng ở ngoài, lưỡi hổ thì nó có rất nhiều màu sắc, có cả cái loại lưỡi hổ hoàng kim, bởi vì cái lá của nó hầu như là thiên màu vàng hết, vì phần màu vàng nó chiếm trọn nhiều hơn. Còn cái cây lưỡi hổ này trong phong thủy thì nó có tác dụng xua đuổi tà khí, chống điều xui xẻo, mang lại bình yên cho gia chủ. Ở một số nước châu Á, cây lưỡi hổ còn tượng trưng cho những con hổ dữ, giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa này. Ngoài ra thì cây lưỡi hổ còn đại diện cho sự phát tài, phát lộc, may mắn và mang đến thành công cho gia chủ, và nó cũng rất là thường được giới văn phòng để trên những bàn làm việc. Còn cách chăm sóc của cái cây này cũng cực kỳ đơn giản, cái loài này cực kỳ dễ chăm sóc bởi vì nó chịu hạn khá là tốt, nên là khoảng một tuần mọi người tưới nước một lần, hoặc là một tháng tưới nước 2 đến 3 lần thôi, chứ hầu như là không cần phải tưới nước nhiều, bởi vì loài cây chịu hạn khá là tốt. Và giá của loài cây này thì tùy vào size của nó, nên là giá của nó cũng có rất nhiều mức giá hợp lý và phải chăng. Ví dụ cái loài mini size này thì giá của nó dao động từ 80 cho đến 150, tùy vào loài cây và kích thước cây. Còn loài to thì giá cũng tương đương như thế, và nó cũng có thể nhỉnh hơn một chút về chiều cao của cây. Thì cái cây tiếp theo cũng không thể thiếu, đó chính là cái cây sen đá, là một cái cây biểu tượng rất là đẹp. Ta xem đi cô. Sen đá này mọi người, sen đá bên em hiện đang có rất là nhiều, cực kỳ nhiều loài đẹp và lạ mắt. Đây mọi người, sen đá thì mọi người thường biết đến với nó là một cái ý nghĩa là biểu tượng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Thì cây sen đá thì thường rất được giới trẻ yêu thích và chuộng trồng trong nhà, bởi chúng có cái cấu tạo độc đáo và sự sống bền bỉ. Thì dòng sen đá nó có một cái mức giá rất là rẻ và nhiều chủng loại, và không khó để kiếm được một cái cây sen đá phù hợp tại Việt Nam. Thì hiện tại Việt Nam mình cực kỳ nhiều loài, và mỗi loài lại có một cái đặc điểm khác nhau, bởi vì nó là một cái loài thân mọng nước nên là cũng dễ chăm sóc. Trong phong thủy, cây sen đá tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, chung thủy, bền chặt không rời. Do đó những cái cặp đôi yêu nhau thường tặng sen đá thì là minh chứng cho tình yêu của họ. Ngoài ra cái cây sen đá này cũng được trồng để làm tiểu cảnh ở trong văn phòng, trên bàn học, hoặc là trang trí các quán cà phê để giúp cho không gian thêm tươi mát và đẹp mắt. Nó là một loài thân mọng nước nên về việc tưới nước mọi người cũng không cần phải lo lắng, bởi vì loài này tưới nước rất là ít và hầu như là không phải tưới. Thì một tuần tưới nước một lần dưới gốc cây, và cũng không nên tưới quá nhiều để tránh tình trạng cây bị ngập úng và thối rễ, thối lá. Và mọi người cũng không nên tưới nước vào lá để tránh lá bị dính nước và dễ bị úng và rụng. Thì đấy là về sen đá nha mọi người. Và tiếp theo đây thì mình giới thiệu với mọi người cái cây ngũ gia bỉ. Đây mọi người ơi, đây là ngũ gia bỉ nhá. Đây, thì đây là ngũ gia bỉ. Còn cái cây ngũ gia bỉ này là một loài cây cảnh mà rất là nhiều người biết rồi. mọi người ai cũng có thể sở hữu được cái cây mũ gia bì này, vì tại vì cái cây mũ gia bì này là một loại cây mà có sức sống mãnh liệt, nó có khả năng chịu nhiệt tốt và dễ chăm sóc. Thì cây ngũ gia bì này trong nhà, để ở trong nhà thì có tác dụng là có thể trừ khí độc và xua đuổi muỗi nhá, côn trùng, có thể bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta. Đó, cây này rất là tiện lợi nha mọi người, nó rất là nhiều cái công dụng luôn ấy. Nó là đuổi côn trùng này, đuổi muỗi này, và nó có thể bài trừ các cái khí độc trong nhà của mình, để cho không gian trong nhà của mình xanh mát hơn đó. Để mang cây này về nhà, nó có thể giúp bảo vệ cho gia đình của mình đó, bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình, cho mọi người trong gia đình đấy. Đặc biệt thì trong Đông y ấy, thì cây ngũ gia bì này còn được biết đến với công dụng là điều trị bệnh như là trừ phong này, hay là bệnh xương khớp này, suy nhược thần kinh và đau bụng. Bên cạnh đó thì cây ngũ gia bì này có hiệu quả trong việc là giảm đau và khám viêm, hạ sốt nữa, rất là nhiều công dụng đó, công dụng trong gia đình này, cho sức khỏe của mình, và công dụng trong thuốc đông y đó. Về cách chăm sóc thì cây ngũ gia bì này tưới nước khoảng tầm 2 đến 3 lần một tuần thôi mọi người ấy. Tại vì cây ngũ gia bì này cũng không ưa nước lắm, nên là mình chỉ cần tưới ít như vậy là được rồi. Và chúng ta cũng không nên tưới quá nhiều nước nha, mình chỉ cần tưới xem là đất nó đã đủ ẩm chưa để có thể nuôi dưỡng được cây là ok rồi. Mình không cần phải tưới nhiều quá nó sẽ bị thừa nước ấy mọi người, sẽ bị úng rễ, và nó sẽ có thể là bị vàng lá, bị rụng lá đi, và có thể là nó sẽ bị héo. Tại vì mình tưới ít nước quá thì nó cũng sẽ không tốt cho cây, mà tưới nhiều nước quá nó cũng sẽ không tốt cho cây đó. Mình tưới vừa đủ cho cây là được rồi nhé mọi người. Thì về giá cả thì cái cây ngũ gia bì này thì khá là rẻ nhé mọi người. Nếu mà trong cái cây mà chưa có chậu như thế này, của mình đang cầm như thế này là chưa có chậu nha, chỉ có cái chậu này thôi đó, cái bầu này thôi, thì tầm khoảng mấy chục thôi mọi người ơi, rất là rẻ luôn á. Đấy, 100 quay đầu là cây như thế này đó. Và cái giá này trong cái showroom của mình thì khoảng 90.000 một cây này, rất là rẻ. Nếu mà bây giờ mà mình thay cái chậu đi thì cũng tầm khoảng 150 một cây đổ lại thôi đấy, tầm 100 đến 150 một cây này thôi, rất là rẻ nha mọi người, giá cả quá là phù hợp đó. Thì đấy là cây ngũ gia bì. Tiếp theo là mình xin giới thiệu với mọi người về một cây nữa, đó là cây lan ý nha mọi người. Đây, cây lan ý đang ra hoa rất là đẹp nha mọi người ơi, hoa đẹp lắm nè đó. Thì cây lan ý này là không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta rồi, tại vì cây lan ý này là một loài cây xanh hợp phong thủy, và cây đó là cây thân thảo có tán lá xanh và dày màu xanh nhá, màu xanh thẫm đây. Thì cây lan ý này có hoa và rất là nhiều màu sắc khác nhau đó, tính thẩm mỹ cao nên là thường được dùng để trưng bày trong nhà này, trong phòng làm việc, trong văn phòng của mình, trong công ty. Rất là nhiều người dưới văn phòng để cây lan ý này vừa có thể giúp nó lọc không khí, mà vừa để trang trí cho cái văn phòng làm việc của mình luôn đó. Về trong phong thủy thì cây lan ý này mang lại nhiều ý nghĩa về sức khỏe này, thịnh vượng này. Thì cây này có khả năng là lọc không khí nhá, và các chất gây ung thư như là benzen này, hay là chloretine đó. Thì hấp thụ tia điện tử ngoại từ lò vi sóng này, máy tính, điện thoại và tivi, là mấy cái bức xạ điện tử đó. Thì nó có thể lọc cho mình bớt đi khỏi những cái tia điện tử độc hại cho cơ thể của mình, cho gia đình của mình đó mọi người ơi. Về cách chăm sóc thì cây lan ý này thì cũng không cần để ý nhiều. Khi thấy đất mà khô thì mình tưới lượng nước vừa đủ thôi. Đặc biệt là cây lan ý này thì mình phải tưới nước thường xuyên nha mọi người. Tại vì cái cây này thì nó là dạng thân thảo ấy, nó hút rất là nhiều nước. Nếu mà cây không đủ nước thì nó sẽ bị héo đi. Nếu mà cây có tình trạng héo thì mọi người hãy để cây dưới chỗ mát ấy, chỗ râm mát, và mình tưới nước đủ, để ở trong đó tầm 1-2 tiếng là cây nó sẽ tươi tốt lại nhá mọi người. Nếu mà có tình trạng héo đi, mình tưới đủ nước và để ở chỗ râm mát là cây nó sẽ tươi tốt lại và sống khỏe bình thường như thế này đó. Thì có cái tình trạng đấy thì mọi người cứ làm theo cách của mình, là mình cứ để chỗ nó râm mát và tưới nước đi để cho cây nó khỏe lại, nó tươi tốt lại nhá. Đó. Thì cây lát ý này cũng khá là rẻ nhá mọi người. Một cái cây to đùm xanh mà nó xung xuê như thế này cũng dao động khoảng 100 đến 150 và 200 là cùng nhá mọi người, tùy vào cái kích thước của cây và cái chậu cây. Mình có chậu thì nó sẽ mắc hơn nhá mọi người. Còn cái trên tay mình đang cầm nên là có 100 thôi. Và chỗ mình đang có cái hai cây, ví dụ như là cây này là cây chậu đất nhá. Còn có một loại nữa là cây thủy sinh. Nhưng mà cây thủy sinh bây giờ mình ở trên này không bới tới được nên là mình cũng không. Cây thủy sinh thì mình chỉ cần để nước vô thôi mọi người ơi, để nước vào xong rồi mình thay nước thôi. Thì nó sẽ dễ hơn là mình chăm cái cây đất như thế này là mình thường xuyên phải tưới nước. Còn cây thủy sinh thì mình không cần phải tưới nước nữa, mà mình chỉ cần để xong rồi mình thay nước tầm 2-3 tuần mình thay nước một lần nha mọi người. Đó, rất là dễ và giá cả cũng rất là hợp lý. Thì mọi người hãy nhanh tay tậu một em nó về trong nhà của mình, vừa lọc không khí này, vừa tốt cho sức khỏe và vừa giúp cho cái không gian nhà của mình nó xanh mát hơn, đẹp hơn nhé mọi người. Thì đó là một số cây mà về phong thủy ý nghĩa mình để ở trong nhà mà mình giới thiệu với các bạn. Thì mọi người có thể đến showroom 39 Cây Đời để có thể tìm cho mình một loại cây phù hợp mà mình thích. Đó, mình xếp trực tiếp luôn thì nó sẽ tốt nhất nha mọi người. Hoặc là mọi người không có thời gian thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại hotline, hoặc là mình có để cả địa chỉ ở trên đấy thì mọi người có thể gọi cho mình. Và bên mình thì có ship toàn quốc nha mọi người ơi. Thì đó mọi người, bye bye nha. Bọn mình clip đến đây là kết thúc rồi. Bye bye mọi người.